À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải nghe về danh. Xin chào tất cả các bạn. Chúng ta ai rồi cũng sẽ lớn, sẽ rời vòng tay của cha mẹ yêu thương để theo đuổi những đam mê, khát vọng của mình. Những hình ảnh về quê hương, về mái nhà, nơi có người mẹ dịu hiền sẽ mãi níu giữ đôi bàn chân và trái tim nhắc nhở chúng ta quay về. Bài học ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu và phân tích một bài thơ thể hiện tình cảm sâu sắc của người con xa quê dành cho người mẹ trong ngày về thăm. Đó là bài thơ Về Thăm Mẹ. Bài thơ này, tác giả muốn gửi gắm đến chúng ta một thông điệp như sau. Có một nơi để về đó là nhà, có những người để yêu thương đó là gia đình, có được cả hai đó là hạnh phúc. Nội dung của bài học ngày hôm nay sẽ gồm 4 phần chính. Phần đầu tiên, mình sẽ đi tìm hiểu chung về văn bản. Phần thứ hai là đọc hiểu văn bản. Phần thứ ba là tổng kết. Và cuối cùng là kết nối đọc với viết. Sau đây thì chúng ta sẽ đến với phần 1 La Mã, tìm hiểu chung về văn bản. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng cô đọc văn bản Về Thăm Mẹ. Con về thăm mẹ chiều đông, bếp trưa lên khói mẹ không có nhà. Mình con thơ thần vào ra, trời đang yên vậy bỗng òa mưa rơi. Trung tương mẹ đã đậy rồi, nón mê xưa đứng nay ngồi dầm mưa. Áo tơi qua buổi cày bừa, giờ còn lùn củn khoác hờ người rơm. Đàn gà mới nở vàng ươm, vào ra quanh một cái nơm hỏng vành. Bất ngờ rụng ở trên cành, trái na cuối vụ mẹ dành phần con. Nghẹn ngào thương mẹ nhiều hơn, dưng dưng từ chuyện giản đơn thường ngày. Đây là bài trích từ Mẹ, Tuyển Thơ, Nhà Xuất Bản Lao Động và Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây, Hà Nội năm 2002. Sau đây, cô sẽ cung cấp một vài thông tin về tác giả Đinh Nam Khương cho chúng ta cùng nắm rõ. Tác giả Đinh Nam Khương sinh năm 1949, mất năm 2018, quê ở Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội. Ông là Phó Chủ tịch Hội Đông Y Mỹ Đức, Hà Nội, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Ông có những giải thưởng, giải A cuộc thi thơ năm 1981 đến năm 1982 của Báo Văn Nghệ. Tặng thưởng bài thơ hay nhất năm 1992, Báo Văn Nghệ Quân đội. Tặng thưởng chùm thơ hay nhất năm 2001, Báo Văn Nghệ. Giải B cuộc thi thơ Lục Bát năm 2002 đến năm 2003. Các bạn hãy quan sát văn bản Về Thăm Mẹ và xác định thể loại bài thơ, chỉ ra những yếu tố đặc trưng của thể thơ qua vần, nhịp, dòng và khổ. Với câu hỏi này, chúng ta sẽ có 2 phút để trả lời. 2 phút của các bạn bắt đầu. Thời gian của chúng ta đã kết thúc. Như vậy, các bạn có thể dễ dàng xác định được đây là văn bản được viết theo thể thơ lục bát với những đặc trưng như sau, gồm các dòng thơ lục và dòng bát xen kẽ. Bài thơ được gieo vần đặc trưng cho thể lục bát. Tiếng thứ 6 của câu 6 sẽ gieo với tiếng thứ 6 của câu 8 và tiếng thứ 8 của câu 8 sẽ gieo với tiếng thứ 6 của câu 6 tiếp theo. Đó là đặc trưng về cách gieo vần của thể thơ lục bát. Bài thơ này được ngắt nhịp chẵn, câu 6 chữ được ngắt thành nhịp 2-2-2, câu 4 chữ được ngắt thành nhịp 4-4. Đặc biệt, thể thơ lục bát mang đậm âm hưởng của ca dao dân ca Việt Nam và giúp cho tác giả bộc lộ được những tình cảm gia đình, giản dị mà sâu lắng đầy ý nghĩa. Bên cạnh đó, chúng ta có thể dễ dàng xác định được bố cục của văn bản sẽ gồm 3 phần chính. Phần 1, 4 câu thơ đầu với nội dung hoàn cảnh người con về thăm mẹ. Phần thứ 2, 8 câu tiếp với nội dung hình ảnh người mẹ trong cảm nhận của người con. Và phần thứ 3, 2 câu thơ cuối với nội dung tình cảm người con dành cho mẹ. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng khám phá từng phần của bài thơ. Phần đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu hoàn cảnh người con trở về thăm mẹ ở thời gian và không gian. Đọc bài thơ lên, chúng ta xác định rằng thời gian mà người con về thăm mẹ đó là vào một buổi chiều.
Đây là thời điểm gợi nhiều cảm xúc nhớ thương trong lòng người đọc và trong lòng tác giả. Tác giả không về thăm mẹ vào mùa hè hay là mùa xuân mà lựa chọn thời điểm là mùa đông, một mùa gợi cảm giác lạnh lẽo và rất cần hơi ấm của gia đình. Về không gian, bếp chưa lên khói mẹ không có nhà. Hình ảnh của mẹ gắn với hình ảnh bếp lửa. Bếp lửa tượng trưng cho hơi ấm, cho tình yêu thương của ngôi nhà, thể hiện được sự tần tảo, đảm đang của người mẹ. Đó cũng chính là những đặc điểm điển hình của người mẹ, người phụ nữ Việt Nam. Hình ảnh bếp lửa gắn liền với mẹ, mang lại hơi ấm cho căn bếp. Mẹ giữ ngọn lửa yêu thương, luôn nồng ấm cho gia đình. Người mẹ hiện lên với sự chu toàn, vun vén cho ngôi nhà. Hình ảnh bếp lửa gắn liền với những bữa cơm đạm bạc, luôn đau đáu trong lòng những đứa con xa quê. Mẹ về để nấu cơm chiều, bữa cơm đạm bạc thương yêu ấm lòng. Đặc biệt, khi nói về không gian về thăm mẹ, tác giả còn nhắc đến hình ảnh trời đang yên vậy bỗng òa mưa rơi. Câu thơ có thể hiểu theo hai cách là tác giả đang diễn tả trời mưa, nhưng cũng có thể hiểu đó là gợi ra những hình ảnh người con òa khóc vì nhớ mẹ và thương mẹ của mình. Đây là một hoàn cảnh đặc biệt, là cơ hội để tác giả tĩnh tâm, quan sát ngôi nhà để hiểu thêm về mẹ của mình, về cuộc đời, về những tảo tần mà mẹ đã phải trải qua. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần 2 nhỏ, tìm hiểu về hình ảnh người mẹ trong con. Điều này được thể hiện rõ qua những vần thơ. Trung tương mẹ đã đậy rồi, nón mê xưa đứng nay ngồi dầm mưa, áo tơi qua buổi cày bừa, giờ con lùn cùn khoác hờ người rơm. Đàn gà mới nở vàng ươm, vào ra quanh một cái nơm hỏng vành, bất ngờ rụng ở trên cành, trái na cuối vụ mẹ dành phần con. Ở đây, khi nhắc về hình ảnh người mẹ, tác giả đã nhắc đến những sự vật rất gần gũi và đời thường. Đó là chum tương đã đậy, áo tơi lủn củn, nón mê ngồi dầm mưa, đàn gà, cái nơm hỏng vành. Tất cả các sự vật đều rất gần gũi, nó có vẻ cũ kỹ, xấu xí, không được trọn vẹn. Nhưng chính vì những hình ảnh này đã thể hiện sự vất vả, tích cóp, tiết kiệm của người mẹ để nuôi con khôn lớn. Điều này cho thấy tình yêu thương của mẹ đối với con thật trọn vẹn. Người mẹ tần tảo, hy sinh cho con mà quên bản thân mình. Những vật dụng đời thường đã gợi lên trong ký ức của đứa con xa quê. Mẹ mộc mạc, quê mùa, giản dị, tiết kiệm là thế đấy, nhưng tất cả đều dành cho con để nuôi nấng con trưởng thành. Đọc hai câu thơ, bất ngờ rụng ở trên cành, trái na cuối vụ mẹ dành phần con, chắc hẳn trong chúng ta ai cũng đều cảm thấy thật xúc động. Mẹ dành rụng trái ngon nhà chồng cho đứa con xa nhà, mẹ luôn yêu thương, mong nhớ con, muốn dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Hình ảnh người mẹ nông dân cần cù, siêng năng, hiền lành, thơm thảo hiện lên thật rõ nét. Hình ảnh bà đại diện cho người mẹ Việt Nam với những đức tính quý báu và đáng trân trọng. Trái na cuối vụ mẹ dành phần con chỉ là một trái na nhưng thể hiện rõ sự yêu thương của mẹ. Mẹ là vậy, chịu đựng bao gian nan vất vả, luôn nhận về mình những thiệt thòi, khó khăn để dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Đó là hình ảnh của người phụ nữ mà nhiều lần được thơ ca nhắc tới. Mẹ nằm chỗ ướt canh xương, chỗ khô lót tiếng ru nhường con thơ. Tình cảm của mẹ dành cho con đó là sự yêu thương, chăm sóc và chở che. Vậy những đứa con dành cho mẹ tình cảm như thế nào? Chúng ta cùng chuyển sang phần 3 nhỏ, tình cảm của người con dành cho mẹ. Trở về ngôi nhà khi mẹ đi vắng, cảnh vật tĩnh lặng khiến cho đứa con càng cảm nhận rõ hơn khung cảnh thiên nhiên, những kỷ niệm đẹp, ký ức ùa về trong tâm trí. Người con ngắm nhìn những cảnh vật xung quanh, bất ngờ một cảm giác bâng quâng, thơ thẩn, mang một nét buồn và nét thương. Cậu bé thấy được sự tần tảo, vất vả của mẹ khi mọi thứ trong nhà đều do mẹ vun vén, khi nhìn thấy chiếc nón mê tàn, cái áo tơi lùn cùn. Hình ảnh trời đang yên vậy bỗng òa mưa rơi gợi ra nhiều hơn tả. Tất cả đều thể hiện sự xúc động của người con khi cảm nhận được tình yêu thương của mẹ và thấy thương mẹ nhiều hơn. Khi nói về tình cảm của người con dành cho mẹ, tác
giả đã sử dụng dấu ba chấm ở cuối dòng thơ như kéo dài những niềm thương, nỗi nhớ của người con. Có rất nhiều nghẹn ngào, con chẳng nói thành lời, chất chứa trong lòng chẳng thể nào nói ra. Dấu ba chấm cũng tạo ra khoảng lặng, dư âm trong lòng độc giả. Bài thơ đã thể hiện sự xúc động nghẹn ngào, tình yêu thương, biết ơn dành cho mẹ của tác giả. Đến đây chúng ta thấy rằng, người con thấu hiểu cho những khó khăn, thiếu thốn của người mẹ, tình yêu mẹ dành cho con mình, từ đó biết yêu thương, trân trọng và biết ơn người mẹ của mình, bởi con hiểu rằng mẹ đã phải hy sinh rất nhiều cho con. Bài thơ Về thăm mẹ thành công bởi giá trị nội dung và nghệ thuật. Về giá trị nội dung, bài thơ bày tỏ tình cảm của người con xa nhà trong một lần về thăm mẹ. Mỗi cảnh, mỗi vật đều biểu hiện cho sự vất vả, sự tần tảo, hy sinh và đặc biệt là tình yêu của người mẹ dành cho con. Ngoài ra, về mặt nghệ thuật, tác giả đã sử dụng thành công thể thơ lục bát, một thể thơ truyền thống của dân tộc cùng với hệ thống từ láy giàu sức biểu cảm. Để tiếp nối bài học của ngày hôm nay, chúng ta sẽ chuyển sang phần 4 La Mã, kết nối đọc với viết với bài tập thực hành như sau. Hãy viết đoạn văn khoảng 6 đến 8 câu, nêu cảm nhận của em về bài thơ Về thăm mẹ của tác giả Đinh Nam Khương. Với bài này, cô gợi dẫn dàn ý như sau. Ở phần mở, chúng ta sẽ giới thiệu khái quát về tác giả Đinh Nam Khương, bài thơ Về thăm mẹ. Ở phần thân bài, chúng ta sẽ làm nổi bật hai nội dung, đó là hình ảnh người mẹ và tình yêu thương của con dành cho mẹ. Hãy quan sát những ý chính mà cô gợi dẫn ở phần dàn ý để có thể viết hoàn chỉnh một đoạn văn của riêng mình. Và phần kết bài, mình sẽ khái quát lại giá trị nội dung và nghệ thuật của bài thơ Về thăm mẹ. Sau đây thì cô sẽ cung cấp cho các bạn một bài viết tham khảo để các bạn có thể quan sát, học hỏi những điểm hay, điểm tốt của người viết. Bài viết tham khảo, bài thơ lục bát Về thăm mẹ của nhà thơ Đinh Nam Khương là bài thơ khiến em vô cùng cảm động về tình mẫu tử. Người mẹ trong bài thơ đã hiện lên gián tiếp qua từng đồ vật trong nhà, đó là hũ tương, là chiếc nón me, cái áo tơi và cả đàn gà con với cái nơm tre. Người mẹ tần tảo sớm hôm, chăm lo cho gia đình nên nơi đâu cũng có dáng mẹ, việc gì cũng có bàn tay mẹ chăm lo. Nhờ có mẹ tần tảo chịu khó mà người con có một mái ấm yên bình, hạnh phúc. Những từ xưa, lùn cùn, hỏng vành đã thể hiện được phần nào sự khó khăn, thiếu thốn của ngôi nhà. Nhưng ở đó, người mẹ vẫn cố gắng dành cho con tất cả những điều tốt đẹp nhất. Hình ảnh quả na cuối mùa được để dành cho con đã nói tất cả tâm tư của người mẹ. Dù là thứ nhỏ nhất, mẹ vẫn nghĩ đến con, muốn để lại cho con. Ôi, tình mẹ thật là bao la và vĩ đại. Thứ tình cảm ấy đã được nhà thơ Nam Khương khắc họa bằng những hình ảnh trong sáng và giản dị nhất. Nhờ vậy, người đọc có thể cảm nhận được một cách tha thiết tình mẫu tử quý giá trong bài thơ. Về nhà, các bạn hãy cố gắng hoàn thiện bài viết của mình. Vậy là bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.